Thất bại duy nhất của họ không phải ở đấu trường trong nước mà đó là ở AFC Champions League. Thất bại với tỷ số 2-4 trước các thủ Al Nassr đến từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Và mặc dù ở trận lượt về họ đã thắng với tỷ số 2-1, nhưng điều đó là không đủ để giúp cho các thủ Al Hilal đi tiếp. Và chạm bóng đầu tiên của Cristiano Ronaldo. Và như vậy là ngay ở giây thứ 23, giây thứ 23 đã có bàn thắng cho các thủ Al Nassr và đó là pha ghi bàn của Otavio. Giây thứ 23 và lưới của Al Hilal đã rung lên khi mà chúng tôi còn chưa giới thiệu được hai đội hình của hai đội, khi mà các cổ động viên còn vẫn chưa ngồi ấm chỗ, khi mà nhiều người có lẽ là vẫn còn chưa ổn định chỗ ngồi, thì lưới của Al Hilal đã rung lên. Những cuộc đối đầu giữa Al Nassr và Al Hilal trong mùa giải này bao giờ cũng là một cuộc đối đầu được đỉnh cao và hứa hẹn nhiều điều bất ngờ thú vị. Điều bất ngờ đó đã xảy ra ngay ở giây thứ 23. Đây có lẽ là bàn thắng nhanh nhất trong lịch sử của các mùa giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út. Pha giao vào và chọn điểm rơi không chuẩn xác của Ospina. Mane đã có động tác. Phút thứ 45+10 và tỷ số được cân bằng 1-0. Không có trận thua nào cho Al Hilal cho đến thời điểm này khi bước sang vòng thứ 32 tại giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út. Họ vẫn chưa để thua một trận nào. Họ vẫn chưa có, hay nói chính xác hơn là họ đã bỏ lỡ cơ hội để có thể khiến cho Al Hilal một lần thua trong mùa bóng này.